Fort Plotting. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 năm 2013. Hoài Hương xin kính chào quý vị. Việt Nam mở hội thảo quốc tế và tổ chức triển lãm khẳng định chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa. Tour du lịch đầu tiên của Trung Quốc đến thăm Hoàng Sa và lãnh đạo Nhật-Nga thảo luận tranh chấp lãnh thổ. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Hôm thứ Hai, 29 tháng 4, thành phố Đà Nẵng khai mạc một cuộc triển lãm trưng bày những chứng cứ lịch sử và chính trị khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Tờ Sài Gòn Giải Phóng số ra hôm thứ Hai tường trình rằng các chứng cứ lịch sử được trưng bày có những tài liệu giá trị, gồm các bài viết, hình ảnh và tài liệu nghe nhìn về các quần đảo trong Biển Đông. Trong số này có 30 bản đồ xuất bản bởi các nước Anh, Đức, Australia, Canada, Hoa Kỳ và Hồng Kông từ năm 1662 tới năm 1980. Tất cả các bản đồ đó đều khẳng định rằng điểm cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là khu vực mà Việt Nam và Trung Quốc đang tranh giành chủ quyền là thuộc Việt Nam. Các chứng cứ lịch sử thu hút được nhiều sự chú ý là những sách địa lý của Trung Hoa xuất bản từ thời nhà Thanh như bản đồ địa lý năm 1908, các bản đồ biêu chính và bản đồ tỉnh của Trung Quốc xuất bản năm 1933 và năm 1919 và bản đồ tỉnh do nhà xuất bản Thượng Hải xuất bản vào năm 1904. Cuộc triển lãm còn trưng bày các tài liệu về quần đảo Hoàng Sa do Việt Nam Cộng Hòa lưu trữ từ năm 1954 tới năm 1975. Trong một diễn biến có liên quan, cuối tuần qua, Trường Đại học Phạm Văn Đồng ở tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế mang tên là chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khía cạnh lịch sử và pháp lý. Tham gia hội thảo có hơn 50 đại biểu đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Nga, Canada, Thụy Điển, Australia, Ấn Độ, Nam Triều Tiên, Philippines và Việt Nam. Các học giả và nhà nghiên cứu này có chung quan điểm cho rằng Việt Nam từ nhiều thế kỷ đã thiết lập và thực thi chủ quyền liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa theo luật pháp quốc tế. Và do đó bất cứ hành động nào dùng vũ lực để chiếm đóng các quần đảo này đều vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Trang mạng của tờ Tuổi Trẻ hôm nay trích lời các nhà nghiên cứu quốc tế tham gia hội thảo, khẳng định việc Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa hồi năm 1974 và nhiều bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa hồi năm 1988 là những hành động vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế. Tờ Tuổi Trẻ đơn cử bài tham khảo 43 trang của giáo sư Tạ Văn Tài đến từ bang Massachusetts, Hoa Kỳ, cung cấp những chứng cứ pháp lý và lịch sử để chứng minh rằng đường lưỡi bò, còn được gọi là đường chín đoạn của Trung Quốc, đòi chủ quyền trên 80% vùng Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là hoàn toàn vô căn cứ. Tờ báo cũng dẫn lời Phó Giáo sư Phạm Đăng Phước, Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng, nơi tổ chức hội thảo, nói rằng việc Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tin của Việt Nam Plus tường trình rằng, cuối tuần rồi, các học giả cũng đã tham quan các di tích lịch sử gắn liền với các hoạt động của đội Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn, và Việt Nam hy vọng rằng những chuyến đi thực tế đó sẽ giúp họ có cái nhìn khách quan, xác thực về chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc. Tour du lịch đầu tiên của Trung Quốc đến thăm các quần đảo đang trong vòng tranh chấp tại Biển Đông đã ra khơi hôm qua, Chủ nhật 28 tháng 4, bất chấp sự chống đối từ phía Việt Nam. Pháp Tân Xã tường trình rằng các kế hoạch cho phép du khách đến thăm quần đảo Hoàng Sa là giai đoạn mới nhất trong kế hoạch phát triển vùng lãnh thổ này của Trung Quốc đã gây phẫn nộ cho Việt Nam và quan tâm tại Washington. Báo Thượng Hải buổi sáng số ra hôm nay cho biết là có nhiều công chức nhà nước hơn là du khách thực sự trên chuyến tàu đi thăm các quần đảo đang trong vòng tranh chấp. Theo tờ báo này, chỉ có 100 trong tổng số 240 du khách là thường dân. Số còn lại là những cán bộ công chức thuộc nhiều cơ quan bộ sở khác nhau của tỉnh Hải Nam. Tour du lịch này ghé thăm thành phố Tam Sa do Trung Quốc mới thành lập trên đảo Hoàng Sa để củng cố quyền kiểm soát thực tế của nước này tại đây. Tờ báo cho hay là 100 du khách đã trả từ 7.000 yuan, tương đương với 1.135 đô la, cho tới 9.000 yuan để tham dự tour du lịch 4 ngày,
mặc dù phải ở trong các cabin hạng nhì hoặc tệ hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nhận định về tour du lịch của Trung Quốc tới quần đảo trong vòng tranh chấp với Việt Nam. The sending of tourists there is part of a long-term plan by China to develop its the Paracel Islands. Việc Trung Quốc gửi du khách tới đó nằm trong khuôn khổ kế hoạch lâu dài của Trung Quốc để phát triển quần đảo Hoàng Sa. Theo luật quốc tế thì đây là chứng cớ thêm nữa cho thấy là Trung Quốc liên tục trú đóng và có kiểm soát hành chánh trên các đảo này, trong khi trước năm 1974 và cả sau năm 1974, các quần đảo này là thuộc Việt Nam Cộng Hòa, sau đó bị Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm đoạt. Động thái đó có thể được đặt trong bối cảnh bao quát hơn là một phần của các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc, như Trung Quốc bắn pháo sáng vào các tàu đánh cá Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta nên có một quan điểm bình tĩnh hơn, coi việc đưa du khách như một phần trong kế hoạch phát triển quần đảo đó, không có liên hệ gì tới một hành động quân sự. Giáo sư Thayer nói, trong quá khứ, mỗi lần Trung Quốc thực hiện những bước để cải thiện cấu trúc hạ tầng trên quần đảo tranh chấp hoặc bất cứ động thái nào khác, Việt Nam đều phản đối ngoại giao. Vì làm như thế, tự nó lập ra một hồ sơ để phòng hờ nếu hai bên một ngày nào đó đồng ý để một bên thứ ba đứng ra làm trọng tài giải quyết vụ tranh chấp, thì Việt Nam đã có chứng cớ cho thấy nước này không mặc nhiên chấp nhận hành động lấn chiếm của Trung Quốc. Giáo sư Thayer nói, khả năng hai bên đồng ý như thế sẽ rất khó xảy ra. Giáo sư Thayer cũng vạch ra thách thức trước mắt đối với Việt Nam. The real issue really is going to come this May when China imposes its annual unilateral fishing ban above 12 degrees north north latitude. That's above the Spratlys, but it includes the Paracels. And the recent flare incident involved fishermen. So thách thức thực sự sẽ diễn ra vào tháng 5 này khi Trung Quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm tại vùng biển ở khoảng 12 vĩ độ Bắc bên trên Trường Sa, nhưng bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, nơi xảy ra sự cố tàu Trung Quốc bắn trái sáng vào tàu Việt Nam. Thế cho nên vấn đề chủ yếu gây xung đột giữa hai nước là cách thức Trung Quốc sẽ xử lý điều mà họ nói là các vụ xâm nhập của ngư dân Việt Nam vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc về nước họ, trong khi về phần mình, Việt Nam khẳng định khu vực liên hệ là nơi ngư dân Việt Nam, theo truyền thống, vẫn đánh bắt cá từ lâu. Theo giáo sư Thayer, thì cuộc tranh chấp tại quần đảo Trường Sa phức tạp hơn nhiều so với Hoàng Sa, nơi cuộc tranh chấp chỉ có tính cách song phương và về phần chắc hiện trạng sẽ không thay đổi, tức là Hoàng Sa vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Trung Quốc. Ông nhận định rằng, bất chấp những phản đối về ngoại giao, Việt Nam và Trung Quốc vẫn gắn bó với nhau qua các quan hệ thương mại chằng chịt. There's a broad view in the international community that the Vietnamese are anti-Chinese, and I would argue against it. Yes, this is a very major irritant, but the two have a massive trade relation. They work and cooperate on a whole raft of other issues. They have compartmentalized. Quan điểm phổ biến trong cộng đồng quốc tế là Việt Nam chống Trung Quốc, nhưng tôi tin rằng điều đó không đúng. Vâng, đúng là cuộc tranh chấp đó gây phẫn nộ, nhưng hai nước có quan hệ thương mại to lớn. Hai bên làm việc và hợp tác với nhau trên một loạt vấn đề. Hầu như hai bên đã đặt sang một bên vấn đề Biển Đông để chờ được giải quyết. Hai bên đồng ý sẽ kiểm soát ở mức độ có thể kiểm soát những biểu lộ về tinh thần quốc gia về cả hai phía. Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian qua đã hợp tác với nhau dựa trên thỏa thuận ký kết ngày 11 tháng 10 năm 2011 về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Mới đây, Tờ Công an Nhân dân tường trình rằng từ ngày 22 cho tới ngày 24 tháng 4, nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt-Trung đã tiến hành vòng đàm phán thứ 3 tại Bắc Kinh. Các lĩnh vực hợp tác xoay quanh vấn đề bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và phòng tránh thiên tai. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có mặt ở Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc mở rộng quan hệ thương mại và giải quyết vụ tranh chấp lãnh thổ còn tồn đọng từ Thế chiến thứ hai. Dự kiến, Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin sẽ thảo luận về việc Nhật Bản nhập khẩu khí đốt thiên nhiên của Nga và sẽ tìm cách đặt nền móng để mở rộng quan hệ thương mại và ngoại giao. Hai quốc gia vẫn chưa ký một hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt cuộc xung đột kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Vấn đề quan trọng nhất trong cuộc thảo luận là số phận của dãy đảo mà Nhật Bản gọi là lãnh thổ phía Bắc và Nga gọi là quần đảo Kuril. Nga đã chiếm giữ nhóm đảo này trong những ngày cuối cùng của đệ nhị thế chiến vào năm 1945. Khi còn là Tổng thống, đương kim Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã làm cho Nhật Bản phẫn nộ khi ông trở thành vị Tổng thống Nga đầu tiên ra thăm nhóm đảo này hồi năm 2010.
Hôm thứ Hai 29 tháng 4, Bắc Triều Tiên đã giữ 7 công dân Nam Triều Tiên còn lại tại khu công nghiệp chung của hai nước vì điều mà miền Bắc mô tả là những vấn đề hành chính chưa được giải quyết xảy ra vào giờ chót. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết 5 nhân viên thuộc Ban Quản lý Phát triển Công nghiệp Kaesong, trong đó có Chủ tịch Hong Yang Ho và 2 nhân viên của công ty viễn thông vẫn còn lưu lại trong khu vực này để tiếp tục thương thảo về thuế và tiền lương. Một phát ngôn viên của Bộ nói với đài VOA rằng miền Bắc và miền Nam đang hoàn tất những buổi tham vấn có liên quan đến khu công nghiệp Kaesong. Trong số các vấn đề tồn đọng, có những khoản nợ thuế và nợ tiền lương cho 53.000 công nhân ở Bắc Triều Tiên bị chính phủ miền Bắc rút ra khỏi Kaesong vào ngày 9 tháng 4. Hồi tuần trước, Seoul loan báo họ sẽ rút công dân của mình ra khỏi Kaesong sau khi Bình Nhưỡng từ chối lời đề nghị tổ chức đàm phán về việc khởi động lại khu công nghiệp này. Đây sẽ là lần đầu tiên toàn bộ công nhân bị rút ra khỏi khu công nghiệp Kaesong kể từ khi khu này mở cửa vào năm 2004. Khu phức hợp này là nguồn cung cấp ngoại tệ mạnh cho nền kinh tế nghèo nàn của miền Bắc. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Khi căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên, chính phủ Bình Nhưỡng yêu cầu người nước ngoài hãy rời khỏi Bắc Triều Tiên và đóng cửa khu công nghiệp liên doanh với Nam Triều Tiên. Nhiều người trên khắp thế giới tự hỏi điều gì đã khiến Bắc Triều Tiên khiêu khích các nước láng giềng và các nước khác. Sau đây là nhận xét về lãnh tụ Kim Jong-un của hai chuyên viên, trong đó có một người từng làm gián điệp cho Bắc Triều Tiên. Một cựu điệp viên Bắc Triều Tiên hiện sống tại Nam Triều Tiên đã đưa ra một cái nhìn hiếm hoi về những chuyện nội bộ của quốc gia khép kín và nhà lãnh đạo trẻ tuổi của họ. Kim Jong-un quá trẻ và quá thiếu kinh nghiệm. Ông ta đang cố gắng để nắm chặt quân đội và có được sự trung thành của quân đội. Bà Kim Hyun-hee đã trả lời đài truyền hình ABC của Úc. Bà là người đã giúp gài một quả bom trên máy bay chở khách của hãng hàng không Nam Triều Tiên năm 1987, giết chết 115 người. Nhà chức trách Nam Triều Tiên đã bắt được bà và kết án tử hình. Nhưng bà đã được ân xá sau khi chính phủ xác định rằng bà đã bị chế độ miền Bắc tẩy não. Bà Kim nói rằng những lời đe dọa của ông Kim Jong-un có lý do thầm kín. Bắc Triều Tiên sử dụng chương trình hạt nhân để buộc nhân dân đi vào khuôn khổ và gây áp lực để Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ phải nhượng bộ. Những người khác đồng ý. Bà Susan DiMaggio, chuyên gia tại Hiệp hội Châu Á, nói rằng chế độ Bắc Triều Tiên chỉ tìm cách nắm giữ quyền lực. Chúng ta hãy xét tới tình hình ngay tại Bắc Triều Tiên. Về mặt kinh tế cũng như về mặt nhân đạo, thì tình hình thật là thê thảm. Như vậy, có nhiều phần chắc là chế độ này sử dụng ngày 15 tháng 4, ngày kỷ niệm nhà lập quốc, để phô trương sức mạnh của quân đội. Xem đó là cách để huy động quần chúng và hâm nóng tinh thần dân tộc để ủng hộ nhà lãnh đạo mới. Nhiều nhà phân tích nói rằng, mặc dù đưa ra những đe dọa, quân đội gồm 1,2 triệu người của Bắc Triều Tiên không có dấu hiệu nào là đang chuẩn bị chiến tranh. Nhưng các nhà phân tích nói rằng, Bình Nhưỡng chắc sẽ thực hiện một số hành động khiêu khích như bắn một phi đạn hay thí nghiệm một võ khí hạt nhân để kỷ niệm ngày sinh của nhà lập quốc Kim Ân Sung, ông nội của nhà lãnh đạo hiện nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 năm 2013. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên IOR Asia Satellite phát sóng vào lúc 7 giờ sáng giờ Việt Nam, được chiếu lại vào lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng còn được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh của đài VOA. Tin tức và các chương trình radio và video của VOA có đăng trên trang nhà voatiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Hoài Hương xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.